quả không cần hỏi. Ơ vãi nồi ạ. Sao thương boss với crit còn lại vứt. Emergency defense, awakening hero, and supply đi. Time traveler, yeah. No. 30% luôn. Xem round này như nào đây. Ba đỏ. Đại ba đỏ có bổ là nguy hiểm đấy. Nguy hiểm lắm. Bởi tôi có mẹo mà. Và ngay bây giờ tôi sẽ chỉ ôm cái mẹo này. Dồn hết tất cả về bên phải nhá. Bên phải. Ờ bên phải. Đứng sát nép như này, như là trước tôi, như lúc trước tôi đã nói. Okay. Em ở G8 trên này này. Trên cao, góc trên cùng bên cạnh bên phải. Xem đó cái gì đây? Đạn với cả HP à? Không cần lắm. Bắt đầu triển khai kế hoạch rồi Khánh, đưa vào đi. Dạ, sát bên này. Sát dình cái góc bên này, bờ tường bên phải. Bảo dân trên nước dương cũng sát vào. Nước dương chạy phải. Thôi không cần đâu, tầm là tổng xong rồi. Bây giờ lại quay về mid. Nó chạy đâu đấy? Chạy về bên này à? Nhanh thế của chó. Được giảm. Phải lắm à tôi à? Ủa tôi xương mà... Nên rank A nên chơi SMG up skill cái gì trước nhỉ giáo sư? SMG up skill là sao? Là sao? Level 9. Tăng HP và tỷ lệ 9 mạng. Có đây không? Vãi trưởng chết luôn ạ. Không phải luôn ạ. This is freaking bullshit. This is fucking bullshit, literally. No, no. Ông đã nằm rồi Khánh. Tôi toát còn gì nữa bạn tôi. Coi chừng, coi chừng ấy, coi chừng ấy. Cố tập hợp lại đi, tập hợp lại.